Như vậy là chúng ta đã đánh bại được bọn Skibi Toilet Cameraman. Ở đây có rất nhiều linh kiện này. Người hãy tập hợp những linh kiện này lại và tạo ra Speakerman và Projectman và Tiriman để chúng ta bảo vệ cái thành phố này. Chúng ta không thể lãng phí những linh kiện này được. Ý kiến đó hay đấy ca. Bây giờ em sẽ sử dụng bọn Skibi Toilet này và lấy linh kiện của bọn chúng và tạo ra lại những Speakerman, Projectman và Tiriman của chúng ta. Như vậy những người anh em của chúng ta sẽ sống lại. Ha ha ha. Hả? Cái gì thế này? Những người anh em Skibi Toilet của ta đã bị bọn Camera tiêu diệt rồi. Hả? Cái con này là cái con gì? Và bọn kia là bọn gì đây? Trông con này như kiểu là cái loa ấy nhở. Còn bọn này hình như chính là TV Man, nhưng mà phiên bản 5 cái TV ở trên đầu. Ủa trời ơi, cái con này nó trang bị 5 quả tên lửa phản lực ở sau đít nó để tấn công chúng ta ư? Và nó đã tiêu diệt hết những người anh em của ta. Bọn này tranh thủ lúc ta không có nhà, dám tiêu diệt những người anh em của ta. Còn định lấy linh kiện của những người anh em ta để chế tạo lại Speakerman, Projectman và TVman. Ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Ta sẽ xuống và cho các ngươi một bài học. Đúng rồi đại ca, không thể để bọn họ chế tạo lại TVman, Speakerman và Projectman được. Như vậy bọn chúng sẽ rất mạnh. Cộng thêm cái con quái vật, cái loa mới này nữa, thì chúng ta không thể đánh bại bọn chúng được đâu. Bây giờ ta sẽ đi lấy linh kiện của người để chế tạo những người anh em của ta. Ui không, đại ca, cái tên Skibi Toilet trùm cuối, hắn đã quay trở lại thành phố rồi kìa. Và cả con quái vật. Có gì mà người sợ hãi vậy? Bọn chúng về thì chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng luôn. Có gì phải hốt hoảng chứ? Cái tên quái vật Skibi Toilet trùm cuối kia, người mau xuống đây. Đứng ở trên đó làm gì? Xuống đây ta sẽ tiêu diệt ngươi luôn. À, cái tên này rơi xuống ạ. Này thì xuống này. Ta sẽ tiêu diệt cái con quái vật này trước lại. Chỉ một đá của ta thôi là cái con tia chớp này đã bị tiêu diệt rồi. Có gì mà phải sợ hãi chứ? Cái tên kia thật láo toét. Hắn dám tiêu diệt một người anh em bồn cầu tia chớp của ta. Ta sẽ xuống và cho ngươi một bài học. Anh em bồn cầu tia chớp, xông lên tiêu diệt chúng nào. Ôi không, quái vật bồn cầu tia chớp đã bị tiêu diệt rồi. Này thì mấy con quái vật bồn cầu tia chớp này, chỉ một đấm của ta là ta đã tiêu diệt hết ngươi rồi. Cái con quái vật bồn cầu chùm cuối kia, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hãy xem ta đây. Đúng rồi, đấm con quái vật chùm cuối bồn cầu đi. Thật không thể tin nổi, con quái vật cái loa titan khổng lồ này nó lại khỏe như vậy. Chúng đã tiêu diệt hết anh em bồn cầu tia chớp của ta rồi. Các người hãy xem ta đây, phân thân chi thuật. Bây giờ ta đã tạo ra được 4 anh em Skibi Toilet trùm cuối rồi. Hả? Cái gì? Bọn này có cả phân thân chi thuật cơ à? Tạo ra 4 con Skibi Toilet trùm cuối cơ à? Cũng ghê đấy. Nhưng ta không sợ đâu. Kể cả 4 năm hay là 60 tên, ta cũng tiêu diệt thôi. Hãy xem ta đây, ta sẽ tiêu diệt các người. Này thì Skibi Toilet trùm cuối này, làm gì có cửa với ta, đấm các người, đạp các người. Các người thấy sợ chưa? Hãy xem ta đây. Ta sẽ đốt hết các người. Đúng rồi, Cameraman, hãy tiêu diệt chúng đi. 4 con hay là 5 con thì cũng bị chúng ta tiêu diệt thôi. Ta tưởng các người thế nào? Chỉ mấy chiêu của ta là các người đã bị tiêu diệt rồi. Dù các người có phân thân ra làm 4, làm 5 hay là 60 tên có Speaky Toilet trùng cuối thì ta cũng sẽ tiêu diệt các người thôi. Thật không thể tin được. Cái con cái loa Titan này nó lại khỏe đến như vậy. Các người cứ đợi đấy, ta sẽ tìm thêm anh em của ta đến và tiêu diệt các ngươi. Mau chạy thôi, tìm thêm những anh em của ta đến tiêu diệt các ngươi. Anh cái loa, vẫn còn một tên kìa. Hắn đang định chạy kìa. Chúng ta mau đuổi theo hắn để tiêu diệt hắn. Không hắn sẽ gọi thêm anh em của chúng đến để đánh nhau chúng ta đấy. Được, chúng ta mau đuổi theo hắn thôi. Người chạy đâu cho thoát? Ủa, hắn đâu rồi? Hắn vừa ở đây mà. Tại sao ta lại không thấy hắn nữa? Hắn chạy nhanh thế nhở? Hắn đâu rồi? Được, không xong rồi đại ca ơi. Cái tên này nó đã trốn mất rồi. Em không thấy hắn đâu rồi. Vừa mới thấy hắn loáng thoáng ở đây mà hắn đã chạy mất rồi. Cái tên camera người thật vô dụng. Đã bảo lắp thêm tên lửa vào đít rồi để chạy cho nhanh rồi mà không nghe. Bây giờ để hắn trốn thoát rồi, hắn lại gọi thêm anh em của hắn đến để tàn phá thành phố của chúng ta thì sao? Không biết những người anh em Skibi Toilet của chúng ta trốn đâu hết rồi. Ta phải đi tìm những người anh em của ta để ra tiêu diệt cái bọn Cameraman và cái loa Titan khổng lồ mới được.
Đây rồi, đây là nhà khoa học. Không biết nhà khoa học trốn ở đây thì có nghĩ ra cách gì để tiêu diệt bọn sở Kibitoret không? Ủa, đại ca đã về rồi ư? Đại ca đã tiêu diệt được cái bọn camera Titan và cái loa Titan chưa đại ca? Bọn chúng khỏe quá. Trong lúc bọn đang chiến đấu với những người anh em buồn cầu thì em đã trốn ra ở đây để chờ đại ca về. Hay chà, bọn chúng khỏe quá. Ta vẫn chưa tiêu diệt được bọn chúng. Liệu người có cách gì để tiêu diệt bọn chúng không nhỉ? Em nghĩ bây giờ chúng ta chỉ có một cách thôi. Đó là chúng ta sẽ ra tẩy lão con cameraman, rồi để cho con cameraman đánh nhau với con cái loa Titan đó. Rồi sau khi bọn chúng tiêu diệt nhau sẽ suy giảm sức mạnh. Rồi em và đại ca sẽ ra tiêu diệt cái con cái loa Titan đó. Không biết cách này có hiệu quả không nhỉ? Nhưng mà thôi, chúng ta phải thử mới biết được. Bây giờ chúng ta cứ tiêu diệt con cameraman đã, rồi con Titan chúng ta tính sau. Bây giờ các ngươi đi ra điều khiển cái con cameraman Titan đi. Dạ, vâng thưa đại ca. Bây giờ em sẽ ra điều khiển con cameraman Titan đó. Không biết anh cái loa Titan đi đâu rồi nhỉ? Liệu đã tìm được cái bọn quái vật sờ Kibi Toilet trùng cuối chưa? Để tiêu diệt bọn chúng chưa nhỉ? Là mình đi tìm mãi mà không thấy. Anh em, cái con camera Titan kia rồi. Bây giờ anh em ta ra để điều khiển con quái vật camera Titan này. Sau khi bắt được con này, chúng ta sẽ điều khiển hắn đánh nhau với con cái là Titan. Anh em, xông lên. Hả? Cái gì thế này? Bọn sờ Kibi Toilet nhà khoa học hả? Các ngươi định làm gì ta? Tất nhiên là ta định bắt ngươi rồi. Sau khi bắt được ngươi, ta sẽ tẩy lão ngươi và ngươi sẽ đánh nhau với cái loa Titan khổng lồ. Ha ha ha. Hả? Cái gì? Các ngươi đừng có mơ. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Anh em xông lên, bắt con quái vật Titan này thôi. Như vậy là chúng ta đã điều khiển được con quái vật camera Titan này rồi. Bây giờ ta sẽ điều khiển nó ra đánh nhau với con cái loa Titan khổng lồ. Ha ha ha. Đại ca, như vậy là em đã bắt được con camera. Bây giờ đại ca có thể là điều khiển nó đánh nhau với cái con quái vật cái loa Titan khổng lồ kia. Ha ha ha. Người làm tốt lắm. Bây giờ ta sẽ điều khiển con camera này để đánh nhau với con cái loa Titan kia. Bây giờ người hãy cùng ta ra tiêu diệt các con cái loa Titan kia. Dạ, vâng thưa chủ nhân. Em sẽ tiêu diệt con cái loa khổng lồ Titan kia cho chủ nhân ạ. Không biết cái con sở Kibi Toilet ông trùm đã trốn đâu mất tiêu rồi. Ta tìm mãi mà không thấy. Hả? Cameraman đã tìm nó rồi kìa. Cameraman, mau tiêu diệt cái con sở Kibi Toilet ông trùm kia đi. Đại ca, hắn đây rồi. Em sẽ tiêu diệt hắn. Đúng rồi, tiêu diệt hắn đi. Ủa, sao cameraman, sao ngươi tấn công ta? Tấn công con sở Kibi Toilet trùm cuối cơ mà. Sao ngươi lại tấn công ta? Ủa, cameraman bị sao ấy nhỉ? Tại sao lại tấn công ta? Trời ơi. Ủa không, xong rồi. Mấy con nhà khoa học này bắn làm ta không cử động được. Cứ giật giật thế này, nó đánh ta đau quá. Ừ, lại còn được cái ông cameraman này nữa. Tự dưng lại đánh ta nữa. Tức thế nhở? Không được, ta phải cố gắng tiêu diệt được cái ông nhà khoa học này mới được. Ta sẽ tiêu diệt các người. Ủa, bọn chúng đánh ta rơi xuống cầu rồi. Này chật chà, cái con sờ Kiwi Colette nhà khoa học này cũng ghê gớm đấy. Ta sẽ đấm các người này, đạp các người này. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi cameraman. Trời ơi, sao đánh ta chứ đi. Hãy xem ta đây, cho lầy này, lầy này. Không hiểu tại sao cameraman lại bị bọn chúng điều khiển đánh ta nữa. Đã thế, ta sẽ đốt cameraman để cameraman bất tỉnh. Đấm cameraman này, lên gối cameraman này. Hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi. Đừng để bọn chúng điều khiển nữa. Hãy tỉnh lại đi, cho. Trời ơi, cameraman cũng khỏe đấy. Phát ra một tia sáng làm ta cũng đau đấy. Hãy tỉnh lại đi em, đừng đánh ta nữa. Bực thế nhở? Này cameraman này, này thì con trùng cuối này, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Mạnh quá, bọn chúng khá là mạnh đấy. Không được, ta sẽ tiêu diệt con trùng cuối này. Nó bắn tia laser vào người ta lại, bắn tia laser vào người ta lại. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi, không để cho các ngươi tàn phá thành vô đâu. Cố lên nào mọi người, tiêu diệt các ngươi nào. Này thì con trùng cuối này, tỉnh lại đi cameraman ơi. Hãy tỉnh lại đi. Không tỉnh lại à? Tỉnh lại chưa? Tỉnh lại chưa? Rồi, ta ai vẫn chưa tỉnh kìa. Cameraman vẫn đang tấn công ta. Ta sẽ cho cameraman ngất xỉu luôn. Đây là cameraman cũng khỏe phết nhở. Này, lại rơi xuống cái cầu rồi, lại mắc rồi. Nhảy lên mới được. Rồi các người đợi đấy, ta đến đây. Tỉnh lại đi cameraman ơi. Cho. Chà, này thì quái vật bầu cầu trùng cuối đấy, quái vật bầu cầu trùng cuối đấy. Ta sẽ tiêu diệt các người, trùng cuối này. Hừ,
Thật không thể tin được, cái bọn này nó có chiêu điều khiển được cả cameraman, và chúng bắn ta, định điều khiển ta nhưng không được đâu. Và bây giờ ta đã tiêu diệt con trùm cuối rồi. Ha ha ha. Cameraman, ngươi mau tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy, hãy tỉnh dậy đi, đừng để bọn chúng điều khiển ngươi nữa. Ủa, anh cái loa, em bị sao vậy? Tự nhiên em thấy mệt mỏi hết cả người và thấy nóng hết cả người, không hiểu tại sao cả. Lúc nãy ngươi bị bọn Sở Kibi Toilet điều khiển và ngươi đã đánh nhau với ta. Ta phải dùng lửa thiêu đốt ngươi thì ngươi mới tỉnh lại đó. Quên mất, không bảo cho anh biết là bọn chúng có một con quái vật có thể điều khiển được chúng ta. Nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị bọn chúng điều khiển. May quá có anh cứu em, không thì em đã tiêu diệt anh rồi. Ít sời, ngươi mà đòi tiêu diệt ta ư? Ta chẳng tiêu diệt ngươi luôn đi chứ. Bây giờ ngươi mau mau đi chế tạo mấy anh em Sở Pickerman, TV Man và Project Man đi. Chứ không bọn là quái vật Sở Kibi Toilet chúng quay lại thì chúng ta sẽ không có anh em để tiêu diệt chúng đâu. Bọn chúng cũng khá mạnh đấy. Dạ, vâng thưa đại ca, em đi ngay đây.